Tiền thì không xu, mà bị đặt, cô cứ thoải mái đi. Tôi là người trả tiền, thoải mái vậy lắm vô, phải sủi bại vậy luôn. Cô cũng ăn đâu có kém tôi miếng nào. Lúc đó tôi mà không cản cô hả, chắc cô nhai hết chén dĩa của người ta rồi ha. Tại vì tôi tiếc tiền cho anh chứ bộ. Chứ nếu tôi mà biết anh không có tiền á, tôi đã gọi cơm rau đạm bạc rồi. Giờ thì cô nói sao cũng được hết á. Sao lúc đó cô không gọi rau gọi cháo mà ăn, lại còn bày đặt, lại gọi cá bóp, rồi còn nói vậy nữa chứ. Ăn một lần chết cũng cam lòng. Đáng lẽ ra là anh phải ngăn tôi lại, thì tôi đâu có gọi nhiều tới vậy. Thôi, làm lẹ thì bà mới cho về đó. Phụ tôi một tay đi. Ai cứu sếp tôi với. Cứu. Đây, giúp nè. Sếp ơi, nắm vô đi sếp. Cố lên. Anh nắm vô đi, tôi kéo vô. Anh có sao không vậy? Bộ anh không biết bơi hả? Anh đi. Thì ra là anh không biết bơi hả? Cô không nhìn thấy tôi chìm hả? Tôi xin lỗi, tôi không biết. Cô cười gì vậy? Mà chuyện này tôi cấm cô không được tiết lộ với bất cứ một ai, nhớ chưa? Tôi biết rồi. Wow, bầu trời đẹp quá. Đẹp quá.